với phương châm nhà nước và nhân dân cùng làm, việc dễ làm trước, khó làm sau, ít nguồn lực làm trước. Nhờ cách làm trên mà đến nay xã Tiên Kiều, huyện Bắc Quang đã hoàn thiện các tiêu chí từng bước cán đích trong chương trình xây dựng nông thôn mới năm 2020. Ông Ấu Đình Hiệu, Bí thư Đảng ủy, trưởng ban chỉ đạo nông thôn mới xã Tiên Kiều phấn khởi cho biết, những ngày này sức nóng của các phong trào chung tay xây dựng nông thôn mới của xã vẫn đang còn hiện hữu khi toàn đảng, toàn dân đang nỗ lực chung tay hoàn thiện các tiêu chí còn đuối. Sân vận động xã đang gấp rút hoàn thiện, diện tích tường bao đưa vào sử dụng, phục vụ các hoạt động thể dục, thể thao của bà con trong xã. Điểm trường tiểu học cũng đang hoàn thiện việc chỉnh trang khuôn viên, tu sửa các phòng học, đảm bảo cho tiêu chí giáo dục đào tạo. Đó cũng là phần việc cuối trong lộ trình xây dựng nông thôn mới của xã, theo phương châm, nhà nước và nhân dân cùng làm xây dựng thôn mới đây là cái, chủ thể là người dân và người dân là những người trực tiếp làm và những người được trực tiếp hưởng lợi chính bởi thế tạo ra một cái bầu không khí rất là sôi nổi trong toàn đảng bộ và trong toàn dân với cái sự và phấn đấu và quyết tâm cao nhất của đảng bộ cũng như của nhân dân thì trong mấy tháng vừa qua tất cả các tiêu chí xây dựng thôn mới của xã gần như đã hoàn thành và chỉ còn chờ đợi các sở ngành của tỉnh chúng thẩm định để công nhận xã đạt chuẩn vào tháng 12 năm 2020 này. Năm 2020, Tiên Kiều là xã duy nhất được Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Bắc Quang đưa vào kế hoạch hoàn thành chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Ý thức được trách nhiệm lớn lao mà Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Bắc Quang gửi gắm, tin tưởng, đồng thời nhận thức rõ xây dựng nông thôn mới là nâng cao toàn diện các mặt của đời sống kinh tế, xã hội, quốc phòng an ninh, việc hoàn thiện các tiêu chí trong xây dựng nông thôn mới sẽ góp phần quan trọng nâng cao đời sống vật chất, văn hóa, tinh thần cho người dân. Do đó, ngay từ những ngày đầu tháng đầu của năm 2020, ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới xã Tiên Kiều đã làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị và toàn thể nhân dân trong xã, phát huy tinh thần dân chủ của nhân dân, quán triệt sâu sắc phương châm dân cần, dân biết, dân bàn, dân góp, dân làm, dân kiểm tra, dân hưởng lợi phương châm nhà nước và nhân dân cùng làm việc dễ làm trước khó làm sau ít nguồn lực làm trước tới cán bộ đảng viên và toàn thể nhân dân tạo được sự đồng thuận thống nhất cao trong toàn xã hội ngay từ đầu năm 2020 ấy, được ban hành kế hoạch của ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới của xã Tiên Kiều Đấy, chúng tôi là người lãnh đạo của thôn bản đưa kế hoạch ra triển khai với bà con nhân dân là hoàn toàn đồng tình ủng hộ và hưởng ứng cái cuộc xây dựng nông thôn mới để phấn đấu cho xã Tiên Kiều về đích năm 2020. Nói chung là tất cả bà con nhân dân rất là phấn khởi về cái chương trình xây dựng nông thôn mới ạ. Do làm tốt công tác tuyên truyền vận động, nhiều cuộc vận động thứ bảy chủ nhật chung sức xây dựng nông thôn mới đã trở thành phong trào có sức lan tỏa mạnh mẽ, sâu rộng trên phạm vi toàn xã, huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị các cấp và toàn xã hội, đặc biệt là sự đồng lòng hưởng ứng của người dân. Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội đã triển khai hiệu quả vai trò giám sát và phản biện xã hội, phát huy dân chủ, vai trò làm chủ của người dân trong xây dựng nông thôn mới. Vì vậy đến nay đã có nhiều cá nhân, tập thể tham gia hiến đất và tài sản trên đất, góp tiền, ủng hộ ngày công, tạo nên không khí sôi nổi trong phong trào xây dựng nông thôn mới. Kết quả trong năm 2020, xã Tiên Kiều đã huy động nguồn lực xây dựng nông thôn mới gần 41 tỷ đồng trong đó nguồn vốn do nhân dân đóng góp gần 4 tỷ đồng. Ngoài ra, giá trị đóng góp ngày công, vật liệu, yên đất của người dân trị giá hơn 10 tỷ đồng. Riêng cái chương trình xây dựng thôn mới này đối với người dân chúng tôi thì thấy cảm thấy cuộc sống bây giờ nó khác hẳn với ngày xưa. Trước hết là đường giao thông, đường điện cảm thấy nó an toàn với lại so với lại thời gian cách đây 2 3 năm trước thì cái chương trình đường bê tông về rồi là ấy thì ở xã vẫn còn tỷ lệ còn ít. Cho đến thời điểm này là À, người dân chúng tôi là từ cái vườn cao mà chết đấy các, các anh xem ấy là có cả đường bê tông vào khu vực để vận chuyển rất là thuận lợi cho làm cái công tác vận chuyển bán giao lưu hàng hóa. Bên cạnh sự đầu tư hỗ trợ của tỉnh và huyện về xây dựng kết cấu hạ tầng cơ sở với sự vào cuộc của cái thống chính trị, Tiên Kiều đã biết khai thác tối đa có hiệu quả mọi nguồn lực xã hội sự chung tay góp sức của cộng đồng, trách nhiệm của người dân chung tay xây dựng nông thôn mới. Đến hết tháng 11 năm 2020, xã Tiên Kiều đã đạt 19 trên 19 tiêu chí, đảm bảo về đích nông thôn mới theo lộ trình đã đề ra. Điều đáng ghi nhận hơn cả là sau đạt chuẩn nông thôn mới, đời sống, vật chất và tinh thần của người dân Tiên Kiều đã được cải thiện. Thu nhập bình quân đầu người đạt 36,5 triệu đồng trên người trên năm, tăng 4,61 triệu so với năm 2016. Tỷ lệ nghèo nông thôn giảm nhanh từ 91 hộ năm 2016 xuống còn 36 hộ năm 2020. Khoảng cách phát triển giữa các khu vực trong xã từng bước được thu hẹp.